thống Putin nói kế hoạch của phương Tây về Nga đã thất bại. NATO bị cáo buộc tiếp tục gây thêm căng thẳng. Ba nước Mỹ, Nhật, Hàn sẽ ký thỏa thuận nhằm chính thức hóa quan hệ đối tác an ninh. Một quốc gia ở Đông Nam Á quyết định muốn gia nhập BRICS đèn xem xét dùng pháo đồ cổ để chống máy bay không người lái Hezbollah. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt áp lên hàng trăm thực thể liên quan Nga, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov đã cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả dứt khoát gói trừng phạt và bất kỳ động thái đối đầu nào khác từ Mỹ ngay sau đó tổng thống nga vladimir putin cho rằng phương tây đã không thể kiềm chế hay cô lập nga bất chấp việc áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt ông putin nói cho dù phương tây có cố gắng đến đâu mọi nỗ lực nhằm kiềm chế hoặc cô lập nga đều thất bại nga sẽ tiếp tục xây dựng vững chắc năng lực kinh tế phát triển ngành công nghiệp công nghệ cơ sở hạ tầng khoa học giáo dục và văn hóa nhà lãnh đạo nga cũng cho biết mỹ và các quốc gia vệ tinh công khai tuyên bố rằng mục tiêu của họ là gây ra một thất bại chiến lược đối với nga ở Ukraine. Ông cho rằng nỗ lực đó đến nay đều không thành công. Mặt khác, tổng thống Putin tuyên bố Nga luôn đề ngỏ đối thoại với phương Tây để giải quyết các vấn đề. Trước đó, người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng có tuyên bố đáp trả gói trừng phạt mới của Mỹ, nói rằng Nga sẽ không bỏ qua những hành động gây hấn của Washington. Được biết, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt áp lên 300 cá nhân và thực thể ở Nga và các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với cáo buộc có liên quan nền kinh tế chiến tranh của Moscow. Theo RT, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trừng phạt hơn 4.000 cá nhân và công ty Nga. Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng đã lên tiếng cáo buộc NATO đang tiếp tục gây gia tăng căng thẳng sau khi Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết về khả năng triển khai các vũ khí hạt nhân trong tương lai. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Petkov cho biết Bình luận của ông Stoltenberg dường như mâu thuẫn với thông cáo chung được đưa ra tại một hội nghị cuối tuần ở Thụy Sĩ rằng bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong bối cảnh Ukraine đều không được chấp nhận. NATO sau đó đã tìm cách làm rõ bình luận của Tổng thư ký NATO, cho biết không có thay đổi đáng kể nào đối với quan điểm hạt nhân của khối này. Người phân ngôn NATO Farah Daglala tuyên bố NATO cam kết đảm bảo khả năng gian đe hạt nhân an toàn, bảo đảm và hiệu quả. Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến gần bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Một số trong số đó đang được sử dụng để chống lại lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân và có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những trường hợp khắc nghiệt. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận tại các vùng biển Thái Bình Dương, vùng biển Nhật Bản và biển Okhotsk trong thời gian 10 ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 40 tàu, thuyền và tàu hỗ trợ, khoảng 20 máy bay hải quân và trực thăng, bao gồm máy bay chống ngầm tầm xa TU-142M3, IL-38 và IL-38N cũng như trực thăng chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, hồi tuần trước, một đội tàu của Hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công tầm xa ở Đại Tây Dương khi đang trên đường tới Cuba. Nhóm tàu này do hạm đội phương Bắc của Nga triển khai, trong đó bao gồm hai chiến hạm hiện đại là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan lớp Yasen và tàu khu trục đô đốc Goskop. Cuba cho biết không có chiếc tàu nào của Nga tham gia tập trận mang theo vũ khí hạt nhân chuyến thăm cảng này chung với cuộc gặp gỡ ở moscow giữa ngoại trưởng cuba bruno rodriguez và người đồng cấp nga sergei lavrov trong cuộc gặp ông rodriguez bày tỏ sự phản đối việc mở rộng nato về phía biên giới nga vì sẽ dẫn đến cuộc xung đột hiện tại ở châu âu đặc biệt giữa moscow và kiev ông rodriguez cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao xây dựng và thực tế cho cuộc xung đột này việc quân đội nga có hoạt động gần mỹ cụ thể là bờ biển bang florida như vậy diễn ra trong bối cảnh hai nước gia tăng căng thẳng do xung đột ở Ukraine, nơi chính quyền Kiev được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Moscow. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với báo giới rằng Chúng tôi đương nhiên xem xét vấn đề này rất nghiêm túc, nhưng các cuộc tập trận này không đe dọa Mỹ. Cả bốn tàu hải quân Nga đến Cuba lần này đều thuộc hạm đội phương Bắc của Nga. Bà Katarzyna Zizk, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, nói với Moscow Times rằng hạm đội phương Bắc là đơn vị mạnh nhất của Hải quân Nga, nơi có một số tàu chiến có năng lực nhất. Bà Jisk cho rằng việc triển khai các tàu đi sang Nga cũng có thể phục vụ mục đích tuyên truyền trong nước, rằng Nga là một cường quốc toàn cầu, không hoàn toàn xa lầy và bị đánh bại trong cuộc chiến ở Ukraine. Còn ông Vladimir Ruvinsky, phó giáo sư chính trị tại Đại học ICC của Colombia cho rằng trong bối cảnh địa chính trị đang có những biến động căng thẳng như hiện nay, động thái này sẽ khiến Washington chú ý hơn đến khả năng mà các tàu hải quân Nga thể hiện. Báo The Times mới đây đưa tin, ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận nhằm chính thức hóa quan hệ đối tác an ninh. Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết, ông sẽ sớm gặp người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản để ký hiệp ước với tên gọi Khung hợp tác an ninh ba bên. Ông Xin nói, ưu tiên sẽ là thiết lập một hệ thống để phản ứng hiệu quả, kịp thời và mạch lạc hơn trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và cho biết thêm, các bên đang lên kế hoạch để hoàn tất thỏa thuận vào nửa cuối năm nay. Hiệp ước sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở nội dung được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ba nước vào năm ngoái, bao gồm chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kahara cho hay, ông kỳ vọng có một cuộc gặp 2 cộng 2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, phụ trách vấn đề Triều Tiên đã gặp nhau tại Tokyo, Nhật Bản. Bên lề đối thoại hợp tác Đông Bắc Á, NEACD, thường nhiên, để thảo luận các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tham dự cuộc hội đàm có Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, Jung Park, vụ trưởng vụ các vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jun-in và vụ trưởng vụ châu Á châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hiroyuki Namazu. Tại cuộc hội đàm, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác ba bên chặt chẽ trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng. Bên lề NEACD, bà Jung Park cũng đã hội đàm với đặc phái viên Trung Quốc phụ trách các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, Lưu Hiểu Minh. Bà Trung Park nhấn mạnh, Washington coi ngoại giao và đối thoại với Triều Tiên là phương thức khả thi duy nhất đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp giữa hai đặc phái viên hạt nhân Mỹ-Trung Quốc diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Bắc Kinh hồi cuối tháng 4. Trong đó, hai bên nhất trí duy trì đường dây liên lạc mở, bất chấp sự khác biệt về một loạt vấn đề gai góc. Cũng bên lề NEACD, Đặc phái viên phụ trách vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, Lee Jun-in, đã tiến hành hội đàm riêng rẽ với ông Lưu Hiểu Minh và bà Jung Park. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc hội đàm với ông Lưu Hiểu Minh, hai đặc phái viên Hàn Trung đã trao đổi đánh giá về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên cũng như quan điểm về cách thức giải quyết các vấn đề trên bán đảo. Trong khi đó, tại cuộc hội đàm với bà Jung Park, hai bên đã nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh kiên quyết thực hiện mục tiêu chung. Hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục liên lạc với Trung Quốc ở mọi cấp độ trong vấn đề Triều Tiên. Sau Thái Lan, một quốc gia ở Đông Nam Á đã quyết định sẽ sớm tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, trong đó có Nga và Trung Quốc là thành viên. Hãng thông tấn TAS đưa tin ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim cho hay Nước này đã quyết định đăng ký làm thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và sẽ sớm bắt đầu nộp các thủ tục giấy tờ chính thức. Ông Anwar đưa ra thông báo trên khi trả lời phỏng vấn trang tin Wancha của Trung Quốc hồi cuối tuần rồi. Thủ tướng Malaysia cũng cho hay, ông đã đề cập vấn đề trên trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Brazil, ông Luis Inácio Lula da Silva. BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ethiopia, Iran, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. UAE. Theo đài RT, tư cách thành viên tiềm năng của Malaysia trong BRICS sẽ có ý nghĩa chiến lược vì nước này là một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, eo biển Malacca, nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông Anwa cũng nói thêm rằng Malaysia nhẹ nhõm vì thế giới không còn đơn cực nữa và sự nổi lên của BRICS và đặc biệt là Trung Quốc đã mang lại một tia hy vọng rằng có sự kiểm soát và cân bằng trên thế giới. Theo trang Watcher.guru, hội nghị thượng đỉnh BRICS Dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024, và bốn thành viên mới là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Ai Cập, Iran và Ethiopia sẽ chính thức tham gia hội nghị BRICS hiện gồm 10 thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập, Iran, Ethiopia và Ả Rập Xê Út. Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 dự kiến diễn ra tại vùng Kazan của Nga và sẽ do tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì. Các báo cáo cho thấy BRICS sẽ mời nhiều nhà lãnh đạo thế giới từ các nước đang phát triển tham dự hội nghị thượng đỉnh. Năm ngoái, Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS nhưng bị Nga và Trung Quốc từ chối. Cả hai nước đều bày tỏ lo ngại Pháp sẽ gây hại với thông tin nội bộ và liên minh. Tuy nhiên, Pháp chưa tỏ ra quan tâm đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024, chỉ tính riêng trong năm 2024 có 7 quốc gia mới đã bày tỏ mong muốn gia nhập Liên minh BRICS trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16. Một số quốc gia đang phát triển nhận thấy việc gia nhập BRICS là có lợi và là lựa chọn duy nhất để thách thức đồng đô la Mỹ. BRICS chắc chắn sẵn sàng chào đón một loạt quốc gia mới gia nhập khối trong năm nay. Ngoài ra, BRICS cũng có khả năng đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến đồng tiền chung BRICS và nỗ lực phi đô la Mỹ hóa. Bất cứ điều gì BRICS công bố dự kiến sẽ thu hút sự chú ý của thế giới và gây ra sự phân chia địa chính trị chưa từng có. Ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sẽ có hơn 20 quốc gia thành viên liên minh này đáp ứng điều kiện phân bổ ít nhất 2% GDP vào ngân sách quốc phòng trong năm 2024. Chia sẻ với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, ông Stoltenberg khẳng định mới chỉ 5 năm trước, số thành viên NATO hoàn thành chỉ tiêu trên còn chưa đạt con số 10. Ông cho biết, năm nay, trên khắp châu Âu và Canada, các đồng minh NATO đã tăng ngân sách quốc phòng lên đến 18%. Đây là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Cũng trong năm nay, có đến 23 đồng minh NATO sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Trước đó, Tổng thư ký NATO từng nói 18 trên 31 thành viên sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng sau khi ông Trump dọa bỏ rơi nước không chi đủ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo xong không nêu tên các nước. Tôi dự tính 18 nước đồng minh sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Con số cao hơn mức 11 quốc gia năm 2023 và cao gấp 6 lần năm 2024. Thời điểm chỉ có 3 thành viên NATO đáp ứng được mục tiêu quốc phòng của liên minh. Ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ đầu tư tổng cộng 380 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động quân sự trong năm nay tương đương 2% tổng GDP của khối và tăng 0,15% so với năm 2023. Bộ Quốc phòng Đức cũng thông báo Berlin sẽ phân bố 71,8 tỷ euro, tương đương 76,8 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng trong năm 2024, qua đó đáp ứng mục tiêu 2% GDP mà NATO đề ra. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecognu xác nhận Paris sẽ là một trong các thành viên NATO đạt được mục tiêu trong năm nay. Động thái tăng ngân sách trên của NATO được cho là đối phó với viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống mới. Gần đây, ông Trump từng khẳng định sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách kể trên. Trong một phát biểu trước đó, ông Stoltenberg đã cảnh báo ông Trump không làm suy yếu cam kết an ninh tập thể của NATO. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, ông Trump từng chỉ trích các nước NATO để gây áp lực buộc họ tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng tự nhận mình có công khiến các nước trong khối tăng chi quốc phòng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu tham vấn về sự cần thiết phải đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động. Ông Jens Stoltenberg nói với tờ The Daily Telegraph rằng, tôi không đi sâu vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được vận hành và loại đầu đạn nào sẽ được lưu trữ nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến về những vấn đề này đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm người đứng đầu nato nói thêm rằng sự minh bạch về vấn đề này giúp truyền đạt thông điệp trực tiếp rằng nato là một liên minh hạt nhân ông stoltenberg nhấn mạnh mục tiêu của nato tất nhiên là một thế giới không có vũ khí hạt nhân nhưng miễn là vũ khí hạt nhân còn tồn tại chúng tôi vẫn sẽ là một liên minh hạt nhân vì một thế giới mà nga trung quốc và triều tiên có vũ khí hạt nhân còn nato thì không có lại là một thế giới nguy hiểm hơn. Theo ông Stoltenberg, điều đó có nghĩa là trong một tương lai không xa, NATO có thể phải đối mặt với điều gì đó mà họ chưa từng thấy trước đây, và đó là hai đối thủ tiềm tang với năng lượng hạt nhân, gồm Trung Quốc và Nga. Trước đó, ông Jens Stoltenberg cũng cho biết rằng NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân trước các đe dọa an ninh, đề cập các động thái gần đây của Nga về hạt nhân. Ông Stoltenberg nói, những gì chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua là lời hung biện hạt nhân nguy hiểm từ phía Nga. Chúng tôi cũng thấy một số cuộc tập trận diễn tập hạt nhân chiến thuật khác từ phía Moscow. Trả lời phỏng vấn trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, trong đó sẽ bao gồm cuộc họp của nhóm lập kế hoạch hạt nhân của Liên minh. Ông Stoltenberg gọi vũ khí hạt nhân là bảo đảm an ninh cuối cùng của NATO và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. Theo ông Stoltenberg, đang có sự thích ứng trong kho vũ khí hạt nhân của NATO. Theo đó, Hà Lan hồi tháng 6 đã tuyên bố các tiêm kích F-35 đầu tiên sẵn sàng mang vũ khí hạt nhân và Mỹ cũng đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ông Stoltenberg cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và các máy bay sẽ được dành riêng cho sứ mệnh hạt nhân của NATO. Ông Stoltenberg cũng đã kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev và tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thắng thế ở Ukraine, NATO sẽ dễ bị tổn thương hơn và khi đó chúng ta sẽ cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của mình. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine. Hàng rào thờ dẫn lời tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đang đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các vị trí trên mặt trận Kharkov. Lực lượng Nga đã tiến vào nhiều vùng thuộc Kharkov vào tháng trước và một số quan chức cho biết Moscow đã kiểm soát được khoảng chục ngôi làng. Ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công mới nhất của Ukraine tại các khu vực gần Vupchan, cách biên giới 5 km. Ông Vitaly Ganchev nói với các hãng thông tấn Nga, giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực Kharkov. Các cuộc đụng độ ác liệt nhất ở thành phố Vopchan và gần làng Lipsi. Đối phương đang gửi quân dự bị và cố gắng phản công nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhiều ngày qua, Nga đã mở các mũi tấn công vào vùng Kharkov và giành được quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở khu vực giáp với biên giới Nga. Ông Putin giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Kharkov trong những ngày gần đây nhằm tạo ra vùng đêm ở biên giới Ukraine. Mục đích là ngăn chặn Ukraine pháo kích vào các khu vực biên giới, bao gồm vùng Benkorod đối diện Kharkov. Điện Kremlin trước đó cũng đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục quá trình thiết lập vùng đệm ở khu vực Kharkov cho đến khi Nga đảm bảo an toàn cho các khu vực của mình khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi Nga bảo vệ thị trấn Sebekino, vùng Benkorod và các khu vực khác khỏi những cuộc pháo kích tàn khốc, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch này sẽ không dừng lại. Trước đây, Moscow từng nói họ tin tưởng cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga là thông qua một vùng đệm phi quân sự bảo vệ các khu định cư nằm ngoài tầm bắn của Ukraine. Thành phố Kharkov có giá trị mang tính biểu tượng cũng như chiến lược đối với Nga vì nơi đây phần lớn dân số nói tiếng Nga và là thủ đô đầu tiên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang dần dần đẩy quân chiếm đóng ra khỏi khu vực Kharkov. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng thông báo nhiều cuộc tấn công của Nga gần Vopchan và Lipsy đã bị đẩy lùi. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Suisky, chia sẻ trên Telegram rằng các chỉ huy của Moscow đang tăng cường cường độ và mở rộng phạm vi địa lý của hoạt động quân sự. Các blogger quân sự Ukraine cho biết lực lượng Kiev đang chấn giữ các vị trí xung quanh thành phố Vopchan và cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga để củng cố các đơn vị ở khu vực xung quanh. Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cảnh quay một hệ thống súng phun lửa đa nòng TOS-1A khai hỏa tấn công các mục tiêu quân sự ở Donetsk trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Hệ thống pháo phản lực này có biệt danh hỏa thần nhiệt áp với khả năng phóng nhiều rocket cùng một lúc tạo ra hỏa lực dồn dập thiêu cháy mục tiêu. Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, cuộc tấn công diễn ra tại Soledad, một thị trấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cuộc tấn công được một máy bay không người lái giám sát có gắn camera hồng ngoại quay lại. Đoạn video cho thấy vũ khí nhiệt áp 220mm tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine và tạo ra những quả cầu lửa trên mặt đất. TOS-1A được Nga coi là máy phun lửa hạng nặng, dù đây là bệ phóng rocket đa nòng tầm ngắn gắn trên khung xe tăng. Đây là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1A được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2001. TOS 1A được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh, công sự và các xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương, vận hành trên nền tảng xe tăng T-90S được bảo vệ tốt và có độ tin cậy cao. TOS 1A trang bị động cơ DIESEL V84MS có công suất 840 mã lực, giúp cơ động tốt trên chiến trường. TOS 1A có thể đạt vận tốc 60 km/h tầm hoạt động 550 km. Tên lửa của hệ thống TOS-1A có chiều dài 3,3 đến 3,7 m, trọng lượng 173 kg đến 217 kg. TOS-1A cũng có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đạn cháy, nhiệt áp. TOS-1A có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 600 m đến 6.000 m. Chiến sự Nga-Ukraine đang diễn ra khốc liệt gần Bakhmut, Atemovsk cũng như ở tỉnh Kharkov của Ukraine. Phía Nga cho biết lực lượng Ukraine hứng chịu nhiều thương vong. Thời gian qua, Nga mở chiến dịch tiến công ở Kharkov nhằm đẩy quân Ukraine ra xa hơn khỏi lãnh thổ Nga và ngăn chặn Ukraine pháo kích hoặc tập kích bằng UAV vào những nơi như thành phố Belgorod của Nga. Những gì không quân Ukraine có thể làm với tiêm kích F-16 khi chúng được các nước phương Tây chuyển đến cho Kiev trong những tuần tới đã khá rõ ràng. Họ có thể cố gắng đánh chặn máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của không quân Nga, đang phóng tới 3.000 quả bom lượn vào các mục tiêu Ukraine. Ukraine Deep State từng nhận định bom thông minh dẫn đường thế hệ mới KAB là vũ khí thần kỳ của Nga và hiện tại Ukraine không có biện pháp nào đối phó với chúng. Một chiếc Sukhoi Su-34 bay cao và nhanh có thể phóng một quả bom lượn từ khoảng cách 40 km thậm chí 70 km đối với những quả KAB mới hơn và có tầm bắn xa hơn. Khoảng cách đó đủ xa để lực lượng phòng không hiện có của Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu và các khẩu đội tên lửa từ thời Liên Xô triển khai trên mặt đất, không phải lúc nào cũng có thể bắn trả. Trong một nghiên cứu mới của Viện Russi có trụ sở ở London, Anh, nhà phân tích Justin Bronk giải thích rằng các phi công lái F-16 của Ukraine có thể thực hiện công việc đó. Tuy nhiên, Vấn đề chính là các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga sẽ khiến máy bay chiến đấu Ukraine gặp nguy hiểm khi bay ở độ cao lớn tại bất cứ nơi nào ở Ukraine, đặc biệt là trong phạm vi khoảng 160 km tính từ tiền tuyến. Phạm vi này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các khẩu độ phòng không S-400 của Nga. Có khả năng, Ukraine đang mua tên lửa không đối không AIM-120D tầm bắn 160 km cho tiêm kích F-16, cho phép phi công Ukraine bắn vào máy bay ném bom lượng của Nga từ riêng ngoài phạm vi bao phủ của phòng không nga. Tuy nhiên trên thực tế tên lửa AIM-120 sẽ không đạt được tầm bắn như vậy. Ông Bronk phân tích khi đến gần tiền tuyến các phi công ukraine sẽ phải bay ở độ cao rất thấp để tránh bị hệ thống phòng không nhiều lớp của nga phát hiện và bắn hạ. ở độ cao thấp như vậy tên lửa phóng đi trong không khí dày đặc với nhiều lực cản khí động học và sau đó phải chống lại trọng lực để leo lên để đạt đến độ cao của mục tiêu. Kết quả là vào thời điểm động cơ tên lửa cháy hết sau vài giây đầu tiên của hành trình bay, chúng gần như không đạt được tốc độ hoặc độ cao tối đa như khi được phóng từ một máy bay chiến đấu bay ở độ cao lớn và ở tốc độ siêu thanh. Khi được phóng từ độ cao thấp, tầm bắn của AIM-120 có thể bị giảm đi hàng chục km và như vậy, máy bay ném bom lượn của Nga có thể nằm ngoài tầm bắn, trừ khi các phi công Ukraine bằng cách nào đó có thể bay sâu vào trong lãnh thổ do Nga kiểm soát và sống sót đủ lâu để phóng tên lửa của họ. Theo nhà phân tích Bronk, một giải pháp khả thi cho vấn đề này là tên lửa không đối không tầm xa hơn, như Meteor, có thể bay xa từ 360 km trong điều kiện tối ưu. Nhưng Meteor không tương thích với tiêm kích F-16 và cũng không tương thích với máy bay chiến đấu Mirage 2005 mà Pháp đã cam kết cung cấp cho Ukraine. Máy bay chiến đấu duy nhất mà Ukraine có thể nhận từ phương Tây có khả năng mang tên lửa Meteor là GiAS-39 Gripen của Thụy Điển, Stockholm đã bày tỏ sẵn sàng chuyển Gripen dư thừa cho Ukraine, nhưng đã tuyên bố tạm dừng việc xem xét việc chuyển giao để Ukraine tập trung vào việc tiếp nhận tiêm kích F-16 từ các đối tác phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết hồi cuối tháng 5, Thụy Điển được các thành viên trong liên minh máy bay chiến đấu dành cho Ukraine yêu cầu tạm dừng xem xét chuyển giao máy bay Gripen. Hiện tại, Ukraine cần tập trung vào việc tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16. Ông nhấn mạnh, việc chuyển giao hai loại máy bay chiến đấu cùng lúc nếu diễn ra sẽ rất phức tạp. Rõ ràng là các đồng minh của Ukraine cũng đang lo ngại về việc lực lượng không quân nước này sẽ bị choáng ngợp khi nhận được quá nhiều thiết bị mới với tốc độ quá nhanh. Nếu đánh giá của ông Bronk là chính xác, không quân Ukraine có thể phải mất một năm hoặc hơn mới có thể kết hợp máy bay chiến đấu và tên lửa để bắn hạ máy bay phóng bom lượng của Nga mà không khiến phi công Ukraine gặp rủi ro khi bay ở tầm thấp. Giải pháp tình thế cho Ukraine là tấn công vào các máy bay của Nga khi chúng đang ở trên mặt đất và kho dự trữ KAB của Moscow Đầu tháng này, máy bay không người lái tấn công tầm xa của Ukraine đã tấn công căn cứ Sư Khôi ở Morosovsk, Nga, cách tiền tuyến 400 km. Đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các căn cứ không quân của Nga và các máy bay triển khai tại đó. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR tuần trước nói rằng Nga đã chuyển các bộ phận của hệ thống phòng không S-500 đến Crimea. Ông cho hay hệ thống này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Đây dường như là lần đầu tiên Nga đưa hệ thống S-500 Prometheus đến bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu hệ thống S-500. Moscow dự kiến sản xuất hàng loạt hệ thống này vào năm 2025. Ông Siddharth Kausan, nhà nghiên cứu tại Viện Rusi có trụ sở ở London, Anh cho rằng Nga hiện có một trung đoàn S-500 đang hoạt động. Điều này có nghĩa là Moscow có hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có hai khẩu độ phòng không. Như vậy, Nga có thể có tổng cộng 4 khẩu đội S-500. Cuối năm 2021, truyền thông Nga đưa tin hệ thống S-500 đầu tiên đã được triển khai xung quanh Moscow. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào bán đảo Crimea buộc Nga phải bố trí lại các hệ thống vũ khí để bảo vệ các căn cứ và cơ sở ở tầng quan trọng. Theo ông Budanov, S-500 được triển khai gần khu vực cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, để bảo vệ cây cầu huyết mạch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga cầu Kerch thường xuyên được Nga sử dụng để vận chuyển quân đội và vũ khí tới Crimea. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, cây cầu đã nhiều lần bị lực lượng Ukraine nhắm tới. Ông Paul Van Hoff, nhà phân tích chiến lược cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược do Hager cho rằng bảo vệ cây cầu là ưu tiên hàng đầu của Nga. Việc Nga triển khai các bộ phận của S-500 tới Crimea có thể là giải pháp tạm thời sau những tổn thất của các hệ thống S-300 và S-400. Điều này cũng cho phép Nga thử nghiệm các thành phần của S-500 mà không bị rủi ro mất toàn bộ hệ thống. Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus được chế tạo và phát triển bởi Cục Thiết kế Chế tạo Máy bay đặc biệt trực thuộc tập đoàn Anmas Antey dựa trên sự kế thừa và phát huy hệ thống S-400 Triumph. S-500 đã được phát triển như một hệ thống phòng không hoàn toàn mới nhằm mục đích hạ gục tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, S-500 có khả năng tiêu diệt máy bay siêu thanh và máy bay không người lái. Mỗi tổ hợp S-500 được cấu thành từ 3 bộ phận chính, gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật, đơn vị tác chiến phòng không và phòng thủ tên lửa, và đơn vị phòng thủ vũ trụ. Tất cả các bộ phận cấu thành này được đặt trên các khung thân xe vận tải riêng rẽ để tăng khả năng sống sót trong điều kiện tác chiến. S-500 có thể bắn hạ các mục tiêu với trần bắn khoảng 200 km và tầm bắn khoảng 600 km. Hệ thống radar và đài điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép một khẩu đội S-500 cùng lúc đánh chặn được tới 10 mục tiêu tên lửa đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ 7 km một giây, tương đương 25.000 km một giờ, điều mà chưa có hệ thống nào trên thế giới có thể làm được. Được trang bị tổ hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép S-500 tự động phát hiện mục tiêu bay ở mọi độ cao và nhận diện được đầu đạn thật và đầu đạn giả, từ đó giúp lựa chọn và tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết nước này không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để điều các huấn luyện viên quân sự trở lại Ukraine. CTV News đưa tin, trong bối cảnh các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO còn do dự về một bước đi như vậy, ông Blair nói rằng đã có những cuộc thảo luận về sứ mệnh của liên minh nhằm tăng cường đào tạo. Tuy nhiên với Ottawa, hoàn cảnh hiện tại chưa phù hợp để triển khai các huấn luyện viên quân sự Canada ở Ukraine. Canada từng giúp huấn luyện hơn 40.000 binh sĩ Ukraine kể từ năm 2015, song đã rút bớt đội ngũ huấn luyện của họ ra khỏi miền Tây Ukraine ngay trước khi Nga phát động hoạt động quân sự vào quốc gia Đông Âu. Các huấn luyện viên đã chuyển đến Anh và Ba Lan để tiếp tục công việc với quân nhân Ukraine. Nhà Trắng cũng cho biết họ không có kế hoạch cử các huấn luyện viên quân sự của Mỹ tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng thành lập liên minh sẵn sàng triển khai chuyên gia huấn luyện quân đội Ukraine trên thực địa. Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Thierry Burkhardt đã viết thư cho một số nước NATO mời họ tham gia huấn luyện lực lượng ở Ukraine. Bức thư được cho là gửi tới Mỹ và khoảng 10 quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Ba Lan, Hà Lan, các nước vùng Baltic, Đan Mạch và Thụy Điển. Tuy nhiên, hãng tin Van Amson cho hay trong các cuộc đàm phán gần đây tại Bruxelles, Đức nêu rõ quan điểm binh lính nước này sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trên đất Ukraine. Chính phủ Đức cùng với Italia và Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại việc huấn luyện quân đội Kiev tại chỗ có thể khiến xung đột gia tăng và kéo phương Tây vào cuộc chiến với Nga mỹ được cho là cũng đã bác bỏ ý tưởng cử giảng viên đến kiev của nhà lãnh đạo pháp theo politic tổng thống mỹ joe biden bày tỏ lo ngại nếu quân đội nato được triển khai tới ukraine ngay cả với tư cách là huấn luyện viên cũng có thể rơi vào tình trạng bị tấn công moscow từng cảnh báo bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho kiev cũng sẽ dẫn tới sự căng thẳng nghiêm trọng tổng thống nga vladimir putin cho biết binh sĩ phương tây đã hoạt động ở Ukraine từ lâu. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine sẽ là một bước nữa hướng tới một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và xung đột toàn cầu. Ngày 17 tháng 6, Ukraine cho biết nước này không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về việc tái cơ cấu khoản nợ quốc tế trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của nước này Điều này làm dấy lên mối lo Ukraine có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ. Trong gần 2 tuần qua, Ukraine đã tiến hành đàm phán chính thức với các bên nắm giữ trái phiếu của nước này nhằm tìm cách cơ cấu lại khoản nợ nói trên để duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tuy nhiên, đề xuất của chính phủ Ukraine và đề xuất của các bên nắm giữ trái phiếu có sự khác biệt lớn về những dự kiến đối với việc tái cơ cấu nợ. Trong một thông cáo đưa ra cùng ngày, Bộ Tài chính Ukraine cho biết mặc dù không đạt được thỏa thuận về các điều khoản tái cơ cấu trong thời gian tham vấn, nhưng Ukraine và các bên nắm giữ trái phiếu sẽ tiếp tục thảo luận mang tính xây dựng thông qua các cố vấn. Theo thông cáo, chính phủ Ukraine cũng sẽ tiếp tục thảo luận song phương với các nhà đầu tư quốc tế khác nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa và đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc trong thời gian sớm nhất. Hãng thông tấn Interfax Ukraine ngày 30 tháng 1 dẫn số liệu chính thức đưa tin tổng nợ trong và ngoài nước của Ukraine trong năm 2023 ở mức cao kỷ lục 145,32 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Ukraine, năm 2023, nợ công của Ukraine tăng 30,4%, tương đương 33,9 tỷ đô la Mỹ nợ nước ngoài của Ukraine tăng 42,3% lên 101,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi các khoản vay trong nước tăng 13,3% lên 1.656 tỷ hryvnia, tương đương khoảng 43,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, tổng nợ công của Ukraine tăng 13,7% lên 111,45 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023, Ukraine đã nhận được 42,6 tỷ đô la Mỹ tiền vay và viện trợ. Bộ Tài chính Ukraina ước tính nước này sẽ cần hơn 37 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ bên ngoài trong năm nay. Hiện nay, mặc dù cuộc xung đột ở Ukraina đang kéo dài, tuy nhiên những người cho vay vẫn lạc quan rằng tình hình tài chính của Ukraina đang ổn định. Nước này đã nhận được viện trợ cực kỳ cần thiết từ Mỹ và châu Âu. Đồng thời, tăng dự trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục trong tháng 4 trong khi Ngân hàng Trung ương Ukraine đang xem xét hủy bỏ các biện pháp kiểm soát vốn trong năm nay. Theo tờ Wall Street Journal, trước đó một số chủ nợ đã đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để trả cho Ukraine một phần nợ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và một số quốc gia G7 cho đến nay vẫn chưa đồng tình với ý tưởng đó, nhưng đã chỉ ra rằng họ có thể hỗ trợ các khoản thanh toán lãi suất nhỏ hơn từ nay đến năm 2027 với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường. Nga và Ukraine đã không thống nhất được về một số vấn đề quan trọng khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình vào mùa xuân năm 2022. Từ các tài liệu của những cuộc đàm phán này, tờ The New York Times chỉ ra một số điểm bất đồng giữa Nga và Ukraine trong quá trình hòa đàm. Thứ nhất, về vị thế trung lập của Ukraine. Đối với Nga, một trong những lý do chính mà Nga quyết định chế dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 là để chống lại nỗ lực của Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Nga muốn Ukraine không bao giờ tham gia NATO hoặc các liên minh khác, muốn Ukraine không cho nước ngoài đóng căn cứ quân sự và không tiếp nhận vũ khí nước ngoài, không tập trận quân sự với nước khác mà không có sự đồng ý của Nga. Còn Ukraine mong muốn trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn, và chấm dứt các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế không phù hợp với tính trung lập vĩnh viễn. Thứ hai về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, nước này đề xuất một cơ chế an ninh mà sẽ được kích hoạt trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào Ukraine. Nga tuy đồng ý với phần lớn đề xuất đảm bảo an ninh của Ukraine nhưng có một số ngoại lệ, đó là Nga không hoàn ngành ý tưởng của các quốc gia khác thiết lập vùng cấm bay hoặc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra còn có một câu hỏi chưa được giải quyết là những quốc gia nào thực sự sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thứ ba, về lãnh thổ Ukraine. Trong cuộc đàm phán với Nga hồi năm 2022, Ukraine từ chối công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất kỳ khu vực nào của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, khu vực được Nga sáp nhập vào lãnh thổ vào năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine đã đưa ra một thỏa thuận, trong đó hai nước sẽ đồng ý giải quyết các vấn đề liên quan Crimea trong 10 đến 15 năm đàm phán và cam kết tránh dùng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề này. Khi bắt đầu cuộc đàm phán năm 2022, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ khu vực phía đông Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, và công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea. Vào tháng 9 năm 2022, bên cạnh Crimea, ông Putin tuyên bố bốn tỉnh của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là một phần của Nga, dù Ukraine vẫn kiểm soát phần lớn các khu vực này. Thứ tư, khi nhắc đến lệnh ngừng bắn, một phụ lục của dự thảo thỏa thuận tháng 4 năm 2022 do các nhà đàm phán Nga bổ sung đã nêu rõ viễn cảnh ngừng bắn trong mắt của Moscow. Theo các điều khoản do Nga đề xuất, quân đội Moscow sẽ có sự linh hoạt hơn trong việc rút lui khỏi chiến trường. Tuy nhiên, dự thảo tháng 4 năm 2022 cho thấy Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga nhưng không đưa ra giải pháp đề xuất. Thay vào đó, các quan chức Ukraine cho rằng Nga có thể ngừng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng, khi nhắc về giới hạn đối với quân đội Ukraine, Nga đang muốn giới hạn về quy mô quân đội Ukraine, bao gồm giới hạn số lượng binh sĩ và các loại vũ khí khác nhau mà Ukraine sở hữu. Trong các cuộc đàm phán năm 2022, Ukraine sẵn sàng chấp nhận giới hạn về quy mô quân đội của mình, nhưng ở mức cao hơn nhiều so với yêu cầu của Nga. Hai năm sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Ukraine sẽ quay lại bàn đàm phán. Tuần trước, ông Zelensky đã tìm cách thuyết phục các quan chức của khoảng 100 quốc gia và tổ chức trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rằng chiến thắng vẫn là điều thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 6 đã chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, nhấn mạnh rằng ông sẽ ra lệnh ngừng bắn và chỉ đàm phán nếu Ukraine rút khỏi bốn khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập cũng như từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Mặc dù các công ty quốc phòng Israel có nhiều giải pháp hiện đại hơn để chống máy bay không người lái, nhưng tình thế hiện nay đòi hỏi bước đi khác lạ. Theo đó, Israel hiện nay đang nghiên cứu xem lực lượng phòng vệ IDF của họ có quan tâm đến việc chống máy bay không người lái bằng pháo nòng xoay kiểu Gatling M61 Vulcan hay không. Loại vũ khí cổ điển nói trên có thể được gắn trên các xe bọc thép chở quân sẽ được triển khai dọc biên giới phía bắc của đất nước nhằm tạo ra lớp phòng thủ tầm gần, rẻ tiền và có tốc độ phản ứng cao. Tel Viết bắt đầu xem xét hướng đi như vậy sau khi lực lượng vũ trang Hezbollah tại Liban phóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào lãnh thổ nước này trong tháng 4 năm nay. Đối với pháo M61 Vulcan, chúng phục vụ trong IDF như một phần của hệ thống Macbeth. Hiện đại hóa pháo phòng không tự hành M163 VADS do Mỹ chế tạo trên khung gầm xe bọc thép chở quân M113 đã được Israel sử dụng từ năm 1997 đến năm 2006. Mặc dù vậy, họ từ chối bình luận về khả năng trang bị cho quân đội các hệ thống pháo nòng xoay cao tốc kiểu Gatling. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng nước này cũng không bình luận về thông tin nói trên. Ngoài ra, IDF cho biết quân đội Israel hiện không có sẵn pháo M61 Vulcan và giải pháp này cùng với các lựa chọn khác để phòng thủ chống lại máy bay không người lái đang được thử nghiệm song song. Trước đó, các binh sĩ Israel cũng đã sử dụng máy bắn đá kiểu thời Trung Cổ để phóng những quả cầu lửa nhắm thẳng vào Liban đoạn video đăng trên mạng xã hội x cho thấy với thiết bị thô sơ các binh sĩ israel phóng các quả cầu lửa qua biên giới vào lãnh thổ liban idf chia sẻ với đài truyền hình kna news của israel về lý do phóng các quả cầu lửa đây là sáng kiến mang tính địa phương chứ không phải công cụ được sử dụng rộng rãi khu vực ở biên giới liban có đặc điểm là nhiều đá to bụi rậm và thảm thực vật gai rậm rạp điều này đặt ra thách thức đối với binh sĩ idf được triển khai phòng thủ Máy bắn đá thường được sử dụng vào thời Trung Cổ trong những cuộc vây hãm liên quan đến các lâu đài và những địa điểm kiên cố khác. Máy bắn đá giúp phóng những viên đá lớn và đạn vào phòng tuyến của đối phương. Các động thái này diễn ra khi lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái trang bị vũ khí vào 9 địa điểm quân sự của Israel trong một cuộc tấn công phối hợp. Lực lượng Houthi đã tập kích tàu hàng thu thổ tại Biển Đỏ bằng phương tiện mặt nước không người lái USV mang thuốc nổ vụ tấn công khiến nước tràn vào làm hư hỏng buồng máy của tàu thu thồ buộc thủy thủ đoàn bỏ phương tiện video xuất điện cho thấy các nhân viên an ninh trên tàu thu thồ đứng bối rối quan sát chiếc xuồng đang đến gần và không có hành động đối phó một nhân viên an ninh quan sát chiếc xuồng bằng ống nhòm hai người còn lại chĩa súng trường HKG3 lên trời thay vì hướng về phương tiện chiếc xuồng cảm tử của Hou Thi dường như chở theo hình nộm và không lộ anten ra ngoài. Theo công ty an ninh hàng hải Ambray của Anh, xuồng cảm tử của Houthi thường có hình dáng giống thuyền đánh cá phổ biến tại Biển Đỏ, được làm bằng gỗ hoặc sợi thủy tinh. Ambray nhận định Houthi đặt hình nộm lên xuồng cảm tử trong vụ tập kích có thể nhằm khiến bên phòng thủ ưu tiên hạ người điều khiển thay vì vô hiệu hóa phương tiện. Điều này có thể che giấu bản chất của mối đe dọa và thu hút hỏa lực của bên phòng thủ về phía hình nộm. Sau khi tàu thu thổ trôi giạt 3 ngày, các thủy thủ trên đó được trực thăng thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower giải cứu. Họ được kiểm tra y tế trước khi lên máy bay vào bờ. Hải quân Mỹ cho biết, một thủy thủ trên tàu thu thổ vẫn mất tích. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Sencom, cũng cho biết Hầu Thi đã phóng tên lửa diệt hạm trúng tàu hàng Verbena, treo cờ Palau tại Vịnh Aden, gây hỏa hoạn và làm một thủy thủ bị thương nặng người này đã được lực lượng Mỹ tại khu vực sơ tán. Đòn đánh diễn ra sau khi Mỹ và Anh tiến hành cuộc tập kích trả đũa nhằm vào mục tiêu của Houthi trên lãnh thổ Yemen, khiến 16 người thiệt mạng. Nhóm vũ trang đe dọa sẽ leo thang chiến dịch nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và Vịnh Aden để đáp trả. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào các tàu bị cho là có liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ. Động thái này của Houthi nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas căng thẳng. Đòn tấn công liên tiếp của Houthi buộc các hãng vận tải phải định tuyến lại các chuyến tàu trên những hành trình kéo dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Đáp lại, Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đóng quân tại khu vực đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi kể từ tháng 1 để ngăn chặn nhóm này. Tuy nhiên, Hầu thi vẫn nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh. Lực lượng hầu thi do Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương cho đến khi Israel ngừng hoạt động quân sự ở giải Gaza. Tờ The Washington Post ngày 18 tháng 6 đưa tin hai nghị sĩ chủ chốt thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ vừa thông qua một thương vụ lớn nhằm bán vũ khí cho Israel bao gồm 50 máy bay chiến đấu F15 trị giá hơn 18 tỷ đô la Mỹ sau khi đối diện áp lực từ chính quyền tổng thống Joe Biden. Theo các quan chức ẩn danh, hạ nghị sĩ Gregory Mix và thượng nghị sĩ Ben Cardin đã ký thỏa thuận sau khi trì hoãn trong nhiều tháng. Theo ông Eric Harris, giám đốc truyền thông tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, bất kỳ vấn đề hoặc mối quan ngại nào mà nghị sĩ Cardin gặp phải đều được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn liên tục của chúng tôi với chính phủ. Và đó là lý do tại sao ông ấy cảm thấy việc phê duyệt là phù hợp. Ông Mix cho biết mình đã liên hệ chặt chẽ với Nhà Trắng và kêu gọi gây áp lực với Israel nhằm gia tăng nỗ lực nhân đạo và ngăn chặn thương vong cho dân thường tại giải Gaza. Ông cho biết những chiếc F-15 sẽ chỉ được chuyển giao sau nhiều năm kể từ bây giờ. Trước đó, quan chức Mỹ giấu tên cho biết Chính quyền tổng thống Joe Biden đã âm thầm thông báo cho quốc hội về thương vụ mua lô vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ các nhà sản xuất trong nước để chuyển giao cho quân đội Israel. Đây là một phần trong đạo luật viện trợ nước ngoài 95 tỷ đô la Mỹ được giới chức Mỹ thông qua hồi tháng trước. Truyền thông Mỹ nói rằng lô vũ khí có thể gồm 700 triệu đô la Mỹ đạn pháo xe tăng và 500 triệu đô la Mỹ để mua xe cơ giới. Quốc hội Mỹ có thể chặn thương vụ này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận thông báo. Các nghị sĩ cánh tả trong Đảng Dân Chủ từng bày tỏ phẫn nộ với thương vong dân thường do chiến dịch của Israel tại giải Gaza, nhưng vẫn không ngăn được đạo luật viện trợ vũ khí cho Tel Aviv do sự ủng hộ thống nhất từ phe Cộng Hòa. Tổng thống Biden từng cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Israel nếu nước này tấn công thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Tuyên bố được đưa ra sau khi quan chức cấp cao Mỹ xác nhận Washington đã ngừng chuyển cho Israel lô vũ khí gồm 1.800 quả bom các loại do lo ngại về kế hoạch tấn công Rafah. Đây là lần đầu tiên ông Biden công khai cảnh báo Israel về việc ngừng cung cấp vũ khí và sử dụng ngôn từ quyết liệt nhất, cho thấy sự rạn nứt ngày càng tăng giữa Mỹ và đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông. Khi được hỏi về những quả bom nặng hơn 900 kg được chuyển tới Israel, ông Biden thừa nhận loại vũ khí này của Mỹ đã gây ra thương vong cho dân thường ở Gaza. Giới chức Israel quyết tâm tấn công Rafah vì coi đây là thành trì cuối cùng để tiêu diệt Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel sẵn sàng đơn độc trong cuộc chiến. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.